đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Và sau ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Na na na.
ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu phải không vật tinh tú giao hòa, cũng là ngày ông tơ bà nguyệt gắn kết xe duyên chia đôi duyên gương nên duyên chồng vợ. Dưới xe duyên đông đủ các vị đại biểu, các vị khách quý, các cụ ông, các cụ bà, các cô dì chú bác và trẻ nam nữ thanh niên, cho biết tôi xin được trịnh trọng tuyên bố đại lễ thành hôn trong năm hạnh phúc của chú rể trân trọng xin duyên gồm con dâu Nguyễn Mây xin phép đưa bắt đầu. Xin mời con dâu của chú rể đứng lên để ra mắt tập thể con nhà của nó. Xin mời con chồng đây thật long nhiệt để chúc mừng.
thưa toàn thể hội bồ thân mến, ông cha ta vẫn có câu rằng nhà gái là chiếc lồng vàng, nhà trai là chiếc gương sáng để soi đàn cháu con. Trồng cây chung ta hái quả chung, nhắc cho dâu rể trong đường mai sau. Kể trăm năm cũng từ đây, trăm năm kết tóc xe dây tơ hồng. Vui sum họp gần chồng gần vợ, đẹp họ hàng kinh nề dưới trên, đẹp duyên đẹp cả đôi bên. Giờ đây họ gái đến cũng có đôi câu kính chào. Ngay sau đây ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu mời bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà gái cho lời tâm hôn trường cưới để có được lời phát biểu cũng như là lời trao dâu. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các bà cùng toàn thể hội hôn, tôi là chú và cháu Mây, thì cũng do sự hai cháu Mây và cháu Ngọc, hai cháu đã được sự tìm hiểu chín mùi rồi, cũng qua gia đình hai bên bố mẹ và cùng toàn thể chính quyền cũng đã được đồng ý nhất trí để đưa hai cháu tổ chức lễ thành hôn buổi lễ hôm nay. Thì tôi cũng chưa hết là cũng không biết nói gì hơn, chưa hết là chúc quý vị cùng toàn thể hội hôn có một sức khỏe dồi dào. Tôi cũng có một lời căn dặn cho các cháu, thì con cháu tôi thì cũng vừa mới lên đi học về, thì cũng ngồi ghế nhà trường, vừa rời ghế nhà trường về thì các cháu về làm dâu làm con có cụ ông bà thế này, thì các cháu có gì sai sót thì cũng mong là các cụ ông các bà cũng dạy bảo cháu để cho các cháu trở thành dâu ngoan rể thảo cho dòng họ. Thế thì tôi không biết nói gì hơn, thì cũng được sự về đến đây thì cũng họ nhà trai cũng đã có lòng tiếp đón nhiệt tình. Thế còn tôi thêm chúc quý vị cùng toàn thể hội hôn là có một sức khỏe dồi dào hạnh phúc. Cảm ơn. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bác. Và lần đầu tiên thì bác có gửi lời cảm ơn tới quan viên phái đoàn họ nhà trai chúng ta, đón tiếp nhiệt thành quan viên phái đoàn họ nhà gái. Và lời thứ hai thì bác cũng có căn dặn cô dâu Nguyễn Mây rằng cháu về Nam Định làm dâu, lại cùng công tác đồng sâu tối ngày, nắng mưa đâu quản tháng ngày, vợ chồng chung sức dựng xây nghĩa tình. Và quả thực lời phát biểu của bác thì như mật như hoa, có những quan viên phái đoàn họ nhà gái nói chung có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và kính thưa toàn thể hội hôn thân mến, thật đúng là tóc tơ căn dặn tắc lòng, trăm năm tạc một chiếc đồng đến xương. Tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu kính mời bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà trai trở lại phía trung tâm hôn trường cưới để có được lời phát biểu cũng như là lời nhận dâu. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị quý khách, tôi thân mật cho họ nhà trai xin gửi tới cảm lời cảm ơn chân thành nhất đến các cụ ông, cụ bà, các anh, các chị và bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu đã dành thời gian tới dự lễ thành hôn của hai cháu Trần Ngọc, Nguyễn Mây. Họ nhà trai chúng tôi thay mặt gia đình nhà trai chúng tôi rất vui mừng được đón cháu Nguyễn Mây về làm dâu làm con trong gia đình chúng tôi. Xin hứa với họ nhà gái sẽ bảo ban giúp đỡ và làm tròn trách nhiệm để hai cháu có cuộc sống hòa thuận êm ấm và sớm hòa nhập với gia đình. Và tôi cũng có đôi lời nhờ cậy các cụ ông, cụ bà, cô dì, chú bác bên nhà gái chỉ bảo thêm cho cháu Trần Ngọc làm rể trong cuộc sống sau này, không nên, không hay, không phải. Rất mong được các cụ ông, cụ bà góp ý bảo ban cho cháu và độ lượng với cháu trẻ, với con trẻ. Sau đây xin mời các cụ ông, cụ bà và toàn thể quý vị mời chầu, mời thuốc chúc mừng hạnh phúc cho hai con chúng tôi. Kính thưa quan viên hai họ cùng toàn thể quan quý khách, tôi thay mặt cho gia đình nhà trai xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các cụ ông, cụ bà và toàn thể quý vị đã có mặt dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi ngày hôm nay, nhân dịp chuẩn bị đón một mùa xuân mới quý sửu. Tôi xin
chân thành, chúc sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bác. Và lần đầu tiên thì bác có gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị, đặc biệt là quan viên phái đoàn họ nhà gái đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chấp thời gian và ngọc trở về đây chung vui mừng hạnh phúc của đôi trẻ. Và lời thứ hai thì bác cũng có căn dặn cô dâu và chú rể rằng cháu về là bổn phận làm dâu, hiến dâng cha mẹ mai sau tuổi già, sau này hai cháu thay mẹ thay cha, sớm hoa mưa khói ông bà tổ tiên, hai cháu từ nay cùng lên bến xuống thuyền, và hai cháu từ nay phải một niềm thương mến nhau. Và kính thưa quý vị, thật đúng là trao dâu trao cả niềm tin, nhận dâu nhận cả mối tình thông gia, từ đây đến đó không xa, dâu hiền dễ thảo mới là đào con. Và Nguyễn May những giây phút thật lắng đọng qua nghi thức cắt bánh tình yêu. Bánh này vỏ trắng sườn hồng, bánh này tưởng nghĩa hương nồng tình yêu, bánh này ấp ủ bao điều tình trạng ý thiết trọn đời thủy chung. Ba tầng bánh gato tượng trưng cho ba ý nghĩa, nhất là ơn mẹ ơn cha, con sinh con dưỡng để ta có mình. Xin mời hai bạn sẽ cắt tầng bánh thứ hai, hai ơn bè bạn chân tình, làm mai làm mới để mình có ta. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cắt tầng bánh thứ ba, ba ơn tất cả gần xa, ngày vui có mặt để ta cưới mình. Xin quý vị con trong tay thật tâm nhiệt để chúc mừng. Tiếp tục nghi thức cắt bánh tình yêu, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta sẽ tiến tới thất diệu để chúng ta cùng thực hiện nghi thức rất diệu cho mình. Và tình yêu rất càng mang một ý nghĩa lớn lao khi chúng ta biết chia sẻ những mặt buồn trong cuộc sống. Trần Ngọc và Nguyễn May đã trải qua những tháng ngày khó khăn để có được niềm vui hạnh phúc như ngày hôm nay. Với tất cả tình yêu dành cho hai nhân vật chính, xin quý vị cùng chào tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng. Thưa quý vị, diều là biểu tượng của sự nồng cháy ái ân, tình yêu sự khát vọng của con tim.
những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt, nước được tưới cho tình yêu được tươi thắm, mật ngọt sẽ tô điểm hương vị cuộc sống mai sau. Em như một chén rượu đầy, anh chứa nước biển mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu ngay, anh xin hồn cả để say suốt đời. Chúng ta đang chứng kiến hình ảnh tôi như người đang vừa chung tay rất đầy nước giặt mặt yêu thương và khắc ghi tình yêu. Chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc, và chỉ có hạnh phúc mới ngược trị tình yêu. Rượu hồng kết nghĩa phu thê, tình chân nồng ấm xuyên về với nhau. Cùng chung bước đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc màu tình yêu. Rượu nào trên nhất đã cay, rượu tình trên nhất mà say suốt đời. Cùng nhau sắp chén rượu mừng, dấu cay dấu nhạt xin đừng quên nhau. Trăm năm đầu bằng mái đầu, nhớ câu ý hợp tâm đầu. Hôm nay, kính thưa toàn thể quý vị, thưa toàn thể quan viên hai họ, dù vợ là chồng cho con cái là trách nhiệm, cũng như là bổn phận của những bậc làm cha làm mẹ. Và trong giờ phút này đây sẽ thực sự ý nghĩa và thiêng liêng khi có sự chứng kiến dìu dắt của các đấng sinh thành và dưỡng dục. Tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu kính mời cha mẹ thân sinh của chú rể Trần Ngọc trở lại phía trung tâm khán phòng cưới để cô dâu và chú rể sẽ dâng những ly rượu hiếu rượu tình để cảm ơn công sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, cũng như chính cha mẹ đã là người lấp liều tác thành cho chúng con có được mối duyên lành hạnh phúc như ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Chúng con dâng lên cha mẹ như một lời tri ân với đấng sinh thành và dưỡng dục đã cho chúng con một hình hài, một cuộc sống cho dù phải hy sinh suốt cả cuộc đời mình. Xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng ly rượu hồng và nhấp miệng hiện diện trên sân khấu tình yêu lúc này là đại diện cho gia đình họ nhà trai ông Trần Văn Bo, bà Hoàng Thị Giang tại địa chỉ đội 2 phường Lê Lợi, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, cũng là chủ hôn của bữa tiệc đại hỷ ngày hôm nay, đang nhận những ly rượu hiếu rượu tình của hai con cho ngày lễ thành hôn. Cảm ơn ông bà và xin mời ông bà trở về vị trí bàn tiệc bàn trà. Tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai vị đại biểu cấp cao đại diện cho quan viên hai họ. Xin trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà trai, bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho quan viên phái đoàn họ nhà gái trở lên phía sân khấu tình yêu để cô dâu và chú rể sẽ dâng những ly rượu kính rượu tình. Đây lời cảm ơn tới hai bác cũng như lời cảm ơn lời tri ân tới hai họ. Xin mời hai bác sẽ cùng ly rượu hồng để chính thức thắp chặt tình thông gia. Xin mời hai bác trở về vị trí an toàn. Tiếp nối chương trình, xin mời toàn thể quý vị cùng chứng kiến nghi thức hợp từ giao môi. Xin mời cô dâu của chú rể bước lên sân khấu tình yêu. Hai tay ý hợp tâm đầu, niềm vui mang đến nỗi sầu thôi đi. Xin quý vị một tràng tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là Nguyễn Mây là bông hồng đẹp nhất của Trần Ngọc. Có bao lần tìm hiểu đất thành hiền thê, hôm nay chung một lối về, nguyện lòng sâu sắc đi về có nhau. Kể trăm năm cũng từ đây, nhấn trang với một chút này làm nghi. Nguyễn Mây ơi, anh trao em chút nhẫn bình thường, tuy rằng không phải nhẫn kim cương, nhưng mà chất chứa tình thương dạt dào. Anh yêu em yêu lắm phải không nào, đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào cho em. Muốn tặng vợ em một món quà, nhưng mà nghĩ mãi chẳng ra. Tặng hoa thì sợ hoa tàn, tặng ảnh thì sợ ảnh kiếp bạc màu. Thế rồi anh suy nghĩ hồi lâu, anh quyết định sẽ tặng cô dâu Nguyễn Mây một món quà, đó là anh sẽ hôn lên đôi môi cho má Mây hồng, cho duyên thắm mãi cho tình đầu không phai. Có đúng vậy không chú rể Trần Ngọc? Đúng ạ. Chuẩn bị nhất, nhưng đó sẽ là nụ hôn đẹp nhất trong cuộc đời của cô dâu và chú rể. Và kính thưa quý vị thân mến, trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay, đôi bạn trẻ của chúng ta được nhận rất nhiều những món quà. Ngoài những món quà tinh thần thì còn có những món quà vật chất vô cùng ý nghĩa trở về từ phía gia đình của chú rể Trần Ngọc. Và món quà đầu tiên, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cha mẹ
phía trung tâm khán phòng cưới để có quà dành tặng cho hai con trong ngày vui chồng này, cùng với lời nhắn nhủ chúc cho hai con trăm năm tình viên mãn, cặp đầu nghĩa phu thê. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Công ơn nghĩa nặng sinh thành, tình cha nghĩa mẹ nuôi anh một đời, dù mai lưu lạc khắp nơi, lòng con ghi khắc những lời mẹ khuyên. Thắng niên con hiếu cháu hiền, đáp công cha mẹ dạy truyền bao năm, tình cha nghĩa mẹ mãi nằm trong con. Công cha hơn núi Thái Sơn, nghĩa mẹ hơn nước trong nguồn chảy ra, dù cho biển rộng bao la, làm sao sánh được mẹ ta giữa đời, dù cho núi Thái cao vời, làm sao sánh được một thời ơn cha. Từ nay dâu hiền dễ thảo vui lòng mẹ, công thành danh đoài đẹp lòng cha. Xin quý vị mong chờ tay thật đặc biệt để chúc mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông bà ngoại kính yêu của chú rể Trần Ngọc trở lại phía trung tâm khán phòng cưới để có chút quà dành tặng cho hai cháu trong ngày vui chồng này, cùng với lời nhắn nhủ chúc cho hai cháu trăm năm tóc bạc duyên còn thắm, muôn thuở xuân xanh nghĩa vẫn nồng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Ngày vui pháo nổ vang trời, bà tặng hai đứa một lời vàng son, rằng dâu hiền dễ thảo nghe con, bỏ công cha mẹ sớm hôm tối kề, chút quà nhỏ tấm lòng son, bà tặng là để nuôi con sau này, nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thật tài bà vui. Xin quý vị bật trong tay thật nâu nhiệt để chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, đúng là chị em thì như thể tay chân rách lành đùm bọc giờ hay đỡ đần. Trong ngày vui trọng đại, người em trai yêu quý, gia đình anh chị cũng có những món quà, những kỷ vật thiêng liêng cùng với những lời chúc phúc dành tặng tới hai em trong ngày vui trọng đại hôm nay. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu kính mời gia đình Bắc Phong cho đến phía trung tâm hôn nhân cưới để có chút quà dành tặng cho hai cháu trong ngày vui trọng đại, cùng với lời nhắn nhủ chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình Bắc Phong. Trước hết là tôi đại diện cho về phía gia đình cũng như là về bác của cháu kính chúc tất cả họ nhà trai, họ nhà gái và mọi anh em bạn bè, cô dì chú bác có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Và tôi cũng chúc cho cháu, nhưng mà chúc bằng lời, tôi chúc bằng bài ca. Thế thì báo cáo với các vị đại biểu là tôi chúc cháu là một bài hát là Mẹ Yêu Con. Ai có mẹ đấy, tôi nhớ là mẹ tôi là bây giờ không còn nữa rồi, mà bây giờ người mẹ là người rất quý với chúng ta, mà ta không biết được những tình cảm ân ái yêu mến của người mẹ thì chúng ta mất có thể thương, mà thôi bổn phận của ta là thiếu. Tôi hát bài Mẹ Yêu Con, nhạc và lời của Nguyễn Văn Tý.
Dạ vâng, rất là tuyệt vời. Và thay lời cho cô dâu và chú rể xin trân trọng cảm ơn những món quà vật chất cũng như những món quà tinh thần của những người thân yêu của chú rể Trần Ngọc ngày hôm nay đã dành tặng cho đôi Nguyên Hương. Và kính thưa quý vị thân mến, lẽ ra giây phút này đây cô dâu và chú rể sẽ đi tới từng bàn để mời chồng mời nước từng người để thay cho ngàn và lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Nhưng vì điều kiện thời gian cũng như không gian không cho phép nên xin mời hai anh em sẽ bước lên một bước, cầm tay nhau thật chặt, nở một nụ cười thật tươi, gửi tới quan viên bốn họ một cái cúi đầu cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Xin quý vị mời chào tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Niềm vui và hạnh phúc thì còn mãi, nhưng không có cuộc vui nào là không đến lúc phải chia tay. Trà hồ đánh nhất, cau trầu đã say và tình đã rất đầy lòng nhau. Nói sâu chất điều phút chia tay bây giờ, ra về chủ khách ngẩn ngơ, xin phép hai họ hết giờ thành hôn. Tôi thay mặt gia đình gửi tới quý khách nghĩa tình nặng sâu. Nào chú rể cùng cô dâu, nghĩa tình chồng vợ có đôi câu kính chào. Hãy tiễn quý khách rất tận lối vào, ngập ngừng tay bắt có lời chào. Thuyền em đi trên sông trăng xa, cưới nhau về ta sớm hồi vui. Trên sông dài thuyền hoa xăng, bao cô nàng nguyện cười xinh. Thuyền em trôi vào ánh sáng hồng tươi những đèn hoa, với áo màu xanh ngát hồn ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Ơi, ơi, hò khoan, hơi hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông. Dòng sông xanh xanh lên tình người, dòng sông xanh xanh lên nước mơ. Thuyền em trôi về bên bên yên lành suối mái trèo bơi, bên thành bình ta sống thành thơi. Làng quê ta đêm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa. Chợt màn dày đâu che khăn nịt, đôi môi hồng mỉm cười tươi ta. Chợ quê xưa thành phố mới. Thank you.
vì nước nam người quan ý mẹ thầm mong em là dâu xin em một câu hẹn cậy người qua mối vai chồng con tình dấu muốn trao đầu vẫn lo anh mà vang đâu ao mộng quá nếu chẳng thương anh ba em mẹ em đâu đi phận là con cúi đầu xin ba em ơi anh biết rằng nhà em khó nghèo còn anh trắng tay ngày tháng thư sinh xin em thương lòng dù nghèo we'll be right back.
tôi dù có với anh có quan các em với ngu đất nhưng em như mơ để em quay nhìn mất bài và chắc em lo được chắc có buồn anh đơn xe chơi để tôi mưa và giọt nước có sự đi mọi nơi em chưa vui nắng đầy xa ai cảnh thấy trái đất, mùa xuân đã đến bên anh và mùa xuân đã đến.